Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Sáng nay, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Sophan Hadahuan đã đến thăm chào xã giao tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, ngài Sophan Hadahuan chúc mừng sự lớn mạnh và phát triển của Liên hiệp hội cũng như các tổ chức thành viên, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng mối quan hệ giữa các địa phương của Lào và Đà Nẵng trên các lĩnh vực mà Liên hiệp hội đảm trách. Đặc biệt, tân Tổng lãnh sự bày tỏ mong muốn tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu giữa hai bên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố chúc mừng ngài Sophan Hadahuan nhận nhiệm kỳ công tác trên cương vị Tổng lãnh sự, đồng thời bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam-Lào tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, đối ngoại dần dần.